Quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Tin sáng ngày 23 tháng 9. Hãng xếp hạng tín nhiệm S&P vừa mới hạ bậc tín dụng trái phiếu chính phủ Trung Quốc lần đầu tiên kể từ năm 1999. Nguyên nhân là do nợ công cao có thể gây rủi ro cho hệ thống tài chính. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khẳng định đây có thể là một tín hiệu tốt cho thị trường. Hôm 21 tháng 9, S&P hạ bậc tín dụng trái phiếu chính phủ phát hành bằng ngoại tệ trong dài hạn của Trung Quốc từ mức 2A lớn cộng xuống mức A lớn trừ. S&P cho biết biện pháp phát hành trái phiếu trong nhiều năm qua để kích thích đầu tư và tăng trưởng kinh tế đã khiến cho nợ công của Trung Quốc dâng cao, gây rủi ro cho hệ thống tài chính. Tổ chức này cho rằng chính phủ Trung Quốc cần tập trung vào chất lượng của tăng trưởng hơn là con số. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia mà Bloomberg khảo sát, thì việc bị hạ bậc tín nhiệm có thể lại là một tín hiệu tốt cho thị trường. Còn nhớ hồi tháng 5 khi Moody's hạ bậc tín nhiệm của Trung Quốc, thị trường chứng khoán đã dao động mạnh. Chỉ số Shanghai chỉ giảm điểm một phiên, sau đó phục hồi mạnh 1,4% trong phiên tiếp theo. Tỷ giá đồng nhân dân tệ tăng mạnh nhất trong tuần. Các chuyên gia cho rằng diễn biến tương tự có thể xảy ra khi các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng chính phủ Trung Quốc và ngân hàng trung ương BBOC sẽ có những biện pháp hỗ trợ thị trường, giải tỏa tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư. Đặc biệt trong thời điểm này khi Trung Quốc sắp sửa bước vào đại hội đảng, việc ổn định thị trường càng quan trọng hơn bao giờ hết. Hôm 21 tháng 9 vừa qua, thì hàng ngàn người Philippines đã xuống đường biểu tình phản đối Tổng thống Rodrigo Duterte, cho rằng những biện pháp kiểm soát an ninh xã hội của ông Duterte là quá tàn bạo và độc tài. Phản ứng trước chiến dịch chống ma túy của ông Duterte ngày càng dữ dội, hôm 21 tháng 9 đã có hàng ngàn người biểu tình phản đối chiến dịch này và cảnh báo ông Duterte đang thể hiện những dấu hiệu của chế độ độc tài. Tham gia biểu tình đa phần là các nhà vận động cánh tả, giới tôn giáo, chính trị gia và những người ủng hộ phe đối lập. Họ cho rằng cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte đã giết chết hàng ngàn người, trong đó cảnh sát đã giết lầm những người vô tội. Phía cảnh sát bác bỏ cáo buộc này. Mặt khác, những người biểu tình cũng cho rằng nếu không ngăn chặn thì ông Duterte có thể sẽ trở thành nhà độc tài Ferdinand Marcos, người mà ông Duterte ngưỡng mộ. Cuộc biểu tình ngày 21 tháng 9 này cũng vừa trùng vào ngày tưởng niệm 45 năm chế độ quân phiệt độc tài của Ferdinand Marcos bắt đầu. Cuộc biểu tình này có thể nói là cuộc biểu tình lớn nhất của người trẻ Philippines. Chúng tôi sẽ tổ chức biểu tình còn lớn hơn thế nữa và chính phủ của ông Duterte sẽ bị cô lập. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vị trí của ông Duterte vẫn đang khó lung lay vì năm ngoái ông đã vượt qua kỳ bầu cử bằng khoảng cách khá lớn so với đối thủ và hiện vẫn đang giữ vị trí là một trong những vị tổng thống có mức tín nhiệm cao nhất Philippines từ trước đến nay. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ chính sách tiền tệ ổn định vào ngày thứ Năm 21 tháng 9, mặc dù một thành viên mới của ban lãnh đạo đã lập luận chống lại quan điểm của Ngân hàng Trung ương rằng chính sách hiện nay đã đủ để đẩy lạm phát lên mục tiêu 2% trong một đánh giá nghiêm túc về triển vọng. Như dự đoán trước, BOJ đã quyết định giữ mục tiêu lãi suất ngắn hạn ở mức 0,1% và cam kết hướng lợi nhuận trái phiếu chính phủ 10 năm vào khoảng 0% theo chính sách kiểm soát đường lãi suất YCC. BOJ cũng duy trì một cam kết để tiếp tục mua trái phiếu, vì vậy số cổ phần của ngân hàng này tăng với tốc độ hàng năm là 80.000 tỷ yên, tương đương với 717,6 tỷ đô la, chuyển hướng từ kế hoạch của Ngân hàng Liên bang Mỹ nhằm dần dần rút khỏi các biện pháp thời khủng hoảng tài chính. Tại một cuộc họp báo sau hội nghị, thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda đã lặp lại cam kết của Ngân hàng Trung ương trong việc đặt mục tiêu lạm phát 2% và nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa nếu như cần thiết. Ông Kuroda cũng cho biết ngân hàng đã và sẽ tiếp tục theo dõi sự ảnh hưởng của căng thẳng Bắc Triều Tiên trên thị trường tài chính và nền kinh tế Nhật Bản, từ đó ngân hàng sẽ đáp ứng khi cần thiết. Đã có rất nhiều người tập trung bên ngoài cửa hàng Apple tại Tokyo buổi sáng thứ Sáu 22 tháng 9 để mua sản phẩm mới nhất đến từ hãng này, đó chính là chiếc iPhone 8. Khách hàng đã bắt đầu chờ trong hàng từ 3 ngày trước đó, chỉ để tận tay được chạm vào những chiếc điện thoại thông minh đầu tiên đi cùng với đồng hồ phiên bản kim loại Apple Watch. Sự phấn khích được thể hiện rõ khi những vị khách đầu tiên đặt chân vào cửa hàng Apple ở khu mua sắm cao cấp thuộc quận Omotesando của Tokyo. Tuy nhiên, như thế vẫn được cho là ít sôi động hơn mọi năm vì một số khách hàng cho rằng iPhone 10 mới thực sự là sản phẩm nổi bật nếu đem ra so sánh với iPhone 8. Mời quý vị tiếp tục giữ kênh để cập nhật các tin tức nổi bật sau đây. Nhóm Ngân hàng Thế giới công bố khung đối tác quốc gia với Việt Nam. Chuẩn bị giảm phí 54 dự án BOT trên cả nước.